À, học từ vựng chưa ông ơi? Tùng gì? Ô, từ vựng tiếng Nhật. Hôm trước học hết À, bảng chữ cái gì học cơ. hết bảng chữ cái rồi đúng không? Thế thì Bây giờ không có từ vựng làm sao mà luyện ngữ pháp, luyện à đối thì thế thoại được. mai học ngữ pháp đúng không? Đúng rồi. Thế vào học từ vựng à? Được rồi, thế vào học đi. Ok, đây À, vào nhá. trang nào ấy nhỉ? Đấy, dũngmori.com lên gì? Ok. Đấy. Bấm vào đây đúng không? À đây, các khóa học Đây ở đây bài, đây bài đúng vào tháng rồi đúng 5. rồi đúng rồi À, bằng những anh học rồi đúng không? đúng rồi xong rồi Bằng bây anh đi. giờ từ vựng Từ vựng à? Đâu nhỉ? từ vựng đây đây Ở đây đây không? bài một À, bài 1 đúng không? Những trên học anh mà từ vựng bài 1 đúng không? À, ui. ôi Khá xinh thầy thế. giáo xinh thế người Nhật à Chắc người Nhật đấy, xem đúng không? xem đúng không Để tôi lại từ đầu nào. Minasan konnichiwa. Jo wa đại Xin ích ca chào, xin xin chào chào cô cô giáo. giáo. Atarashii Chào cô kotoba o isshoni giáo. benkyou shiteiki masho. Chuẩn bị chưa? Kanbarimasho. Chuẩn bị rồi. Không biết cô nói gì, chả hiểu cái gì. Come down rồi cái gì á. Chả hiểu gì. Thì sang đoạn sau nào. À, chẳng sao. Từ vựng bài 1. À, tôi với vợ đi. Cô giáo xinh như này học chẳng mấy chốc mà nhớ hết đấy nhỉ. Oh, này. Mới Đây mua này. cho mày quyển. Này bút này, xịn lắm. À, Học này không là phải có vợ ghi có cho bút nó chứ. tiện nhỉ. Với Thank tầm ấy you bút nhá. không ấy. Ok. Rồi học thôi. Từ vựng bài 1. Ghi cẩn thận nó đấy. Ok. Nào. Watashi. Bắt đầu đây. Watashi. Từ đầu tiên là gì đây? Cô giáo xinh quá. Watashi. 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 Khó nhớ thế. Đây nhá, tao ý tưởng này, mày xem này đúng nhá. Wow, Sao? taxi đẹp thế. Wow, taxi. Ồ, của tôi mà chả lại không đẹp. Ông lái taxi á? Đúng rồi, taxi này là của Wow, tôi ấy. taxi. Wow, taxi. À, Được được, dễ nhớ không? phết. Ok, ghi vào, ghi vào, ghi vào. Ok. Watashi nhé. Watashi. Ok, từ tiếp theo này. Watashi Tachi, tachi. thêm thêm một xong từ gì? Watashi Watashi tachi. À, Tachi à? Watashi tachi. Được, như thế này. Này nhá. À, ông ơi. Sao? Đi mua cái tủ lạnh đi. Tủ lạnh Hitachi nhớ chưa? Ngộ tôi cái. Sao lại mua tôi biết đâu được. Thôi, tôi với ông đi. Chúng mình cùng đi mua tủ lạnh Hitachi À, nhá. chúng mình cùng đi. À, được rồi, Nhá, ok, đi đi, cùng đi, đi đi. cùng. Dễ nhớ ấy. Được, ok. Ok, tiếp đi. Watashi, Tachi. Thế thế nào? Học với cô như này chẳng mấy tiếng Nhật nhớ hết đấy nhỉ. Dán. Tiếp theo này, từ này xem nào. Anata. 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 Có cái nhớ rồi hay hay không? Có chứ, anh xem này. Chào. Chào. Ôi. Ôi. Cái gì thế này? Nhớ là Yes. của ai đấy? Của mày á? Wow. Đấy, thế nào? Nghe có vẻ Diana. nó cũng gần giống phết nhỉ? Diana. Anata. 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 Rồi, nghe công nhận là giống Diana. Diana. nhớ rồi, Anata là À, bạn, bạn đúng không? anh chị, ông bà. À, hôm nọ cô giáo người Nhật còn dạy đọc một từ Anna là cái lỗ không Anna là cái ạ? lỗ à? Anna là cái lỗ. Thế là nhớ được hai từ liền. Hay Diana, quá. Ok, ghi Anna rồi đấy, đã. Anata. Anata. Ok, ghi rồi. Tiếp theo này. Anokata. Vị kia. Này, cách nói của lịch sử của Anohito. Anohito là gì? Nhưng À, không có từ mà vựng à, để xem tiếp theo có không. Hito là cái gì ấy? Tao không biết, Từ để xem Anohito cũng chưa biết. nào. Anohito. Anohito. Để Anohito. Cô giáo chỉ tay Hito. Anohito. À, Hito. Hito là người đây mẹ. À, đây ghi là gì nữa? Hito. Hito là người đấy. À. Ano chắc là kia đấy. Người. Đúng không? Người. Người đó, Hito. Hito. Nó là cái từ Hito này. Nhớ chưa? Không biết, không có cái nào. Có. Theo tao thì nhớ kiểu như này này.
Đẹp ghê. Ôi, đẹp thế. Người à? Hi. Tô đi. Tô đi. À, được ấy. Hay không? À. Hi. Quá hay luôn. Hi. Tô đi. Tô người. Đúng không? Hi tô người à. Hi tô người. Chị ghi vào đây. Hi hi. Chữ Ano, chữ Ano thì tự nhớ đúng không? Ano là kia. À, Ano là kia đúng không? Cái này kia. Hôm đầu dậy rồi. Ừ, à, không đâu. Ano là kia. Ok, tiếp. Ừ. Minasan. 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 Các bạn. Các bạn. Everybody đấy đúng không? À, tiếng Anh đấy. Minasan. Tiếp. Sang. Ừ. Sang. Sang. Cách gọi khác. Một cách lịch sự, một cách thêm từ này vào sau tên người đó. À, thêm từ này sau tên người. Tiếp theo. Chàng. 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 Cun. 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 Nhiều này, cháy. Nhiều. Ông hiểu không? Sao thế nào mà lại vừa xong là mọi người xong rồi bây giờ gọi ngôi số 2 xong lại thêm nhiều cái thế? À, đây nhá. Sao biết được? Đây. Đợt trước tôi học một lần rồi nên tôi biết cái này đâu ạ. Để tôi giải thích cho ông xem nhá. Đây. Sang đây này. Đây là gì đây? Cách gọi người khác một lịch sự. Tức là sau tên một người nào đó mình sẽ thêm sằng vào. Ví dụ ông là ông Nghĩa đúng không? Nghĩa. Nghĩa sằng. Thì ám chỉ là bạn Nghĩa ơi hoặc là anh Nghĩa ơi đấy. Nhưng mà khi nào mà ông gọi tôi thì ông mới gọi thế thôi. Còn tôi gọi tôi là tôi không bao giờ được dùng thế đúng không? Chính xác. À. Hiểu chưa? Chỉ gọi người khác thì thêm sằng vào. Ừ. Ví dụ Mai chẳng hạn thì là Mai sằng. Mai sằng. Chị Mai ơi đúng không? Ờ. Mai sằng. Ừ. Hiểu chưa? Ok. Ok. Ví dụ bác kia từ 40 tuổi chẳng hạn, bác tên là Minh chẳng hạn thì là Minh Sang. Minh Sang. Ừ. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Ok. Tiếp. Chàng. 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 Chàng này hay dùng ở đây là như thế nào nhỉ? Nhớ lại cái. Chứ thế học rồi quên. À. Đường sau tên bé gái. Nếu mà một cô bé gái ấy, tầm từ 0 tuổi cho đến 5-7 tuổi hay là 10 tuổi chẳng hạn. Mai chẳng hạn. Mai chẳng thì là bé Mai ơi đấy. Bé Mai ơi. Ok. Ok, bé Mai ơi. Được chưa? Rồi, ok. Ok. Còn cái nữa. Còn cái nữa cơ mà. Cái nữa cả. Cường. Đấy, ngược lại. Cường. Bé trai. Vừa nãy là bé gái. Ok. Bé trai nhé. Cường. Đây, tổng thể ông mới xem clip như này, nhìn tôi tưởng tượng này. Ok. Chào cả lớp, hôm nay thầy sẽ giới thiệu bạn mới cho tất cả lớp. Hey, Minh Sang, chào các bạn đi. Hey, minasan, konnichiwa. Đây là Sang Sang. Đây là Trang Trang. Đây là Cương Cường. Thế nào, được không? Dễ nhớ nhưng mà phức tạp quá. Gọi luôn là ví dụ nghĩa như trong tiếng Việt đi lại còn thêm một đống ở đằng sau nữa. Đơn giản mà. Thôi học đi, sau này dùng nhiều chắc là sẽ quen này. Đây, tiếp này. Jin. Này, khó hiểu quá. Tên là chỗ này là America Jin, là người Mỹ. Người Mỹ. Tức là sau tên này nhỉ? Sau tên đất nước. Thêm chữ Jin vào sẽ là người nước nào không ạ? Người nước nào? Đây này, America Jin này, America Jin. America là gì nhỉ? America là Mỹ. Đây không Mỹ. Ghi đây. Ok, America. Người Mỹ, America Jin. Jin, Jin. Thế còn nếu mà Nhật Bản thì như nào? Người Nhật thì nói như nào? Nhật Bản thì ông không biết à? Nhật là gì? Nihon là Nhật Bản. Thì người Nhật là gì? Nhật. Thì là Nihon Jin. Đúng, Nihon Jin. Nó học từ nào nữa không? Jin. Việt Nam là gì nhỉ? Việt Nam. Ông nọ dạy rồi đúng không? Chưa học chữ Kana thầy giáo dạy rồi đấy nào. Việt. Betonamu. Cái gì cả. Betonamu. 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 Cộng với Jin. Betonamu Jin. Betonamu Jin. Betonamu Jin. Anh em mình đúng không? Betonamu Jin. Okay. Tiếp. Tiếp. Sensei. Sensei. Sensei.
sen, sen như ốc sen không nhỉ? Nghe như kiểu ốc sen. Xe thì là xe thì là xe ra đúng không? Xe ra. Tưởng tượng. Ốc sen. Ông tưởng tượng như nào? Tôi nghĩ con ốc sen nó. Thế sao bạn nhá. Và. Ui, thầy ơi, thầy chậm như sen ấy, thầy xe ra để em làm cho. Đấy, tưởng tượng kiểu thế liệu được không? Được. Thầy giáo chậm quá như con ốc sên đúng không? Ừ. Xe ra đúng không? Thầy xe ra. Thầy xe ra. Sên xệ. Chậm như con ốc sên đấy. Chậm như con ốc sên. Được. Sên xệ ghi vào không? Từ này hay như thế này mà. Sên xê này. Sên xê. Ok, tiếp. Kiêu sĩ. Kiêu sĩ. Kiêu sĩ. Kiêu sĩ. Kiêu sĩ. Giáo viên. À, cái từ này là giáo viên là chỉ nghề nghiệp đúng không nhỉ? Giáo viên, ừ. Chắc là thế, chỉ nghề nghiệp đấy. Còn từ sensei kìa là thầy đấy. Thầy đấy. Thầy. À, thầy Dũng, ví dụ. À, vẫn thấy mấy thầy người Nhật nói là gì nhỉ? Dũng sensei. Dũng sensei. Yuka sensei. Yuka sensei, Yamamoto sensei. Yuka sensei. Bắt đầu lại một lượt nhé. Kyoshi. Kyoshi. Ok. Ok, Kyoshi. Tiếp theo này. Gakusei. Gakusei. Như nào nhỉ? Học sinh à? Gakusei. Học sinh. Được, thử xem này. Cậu ơi. Này, cậu học sinh cầm gà kia. Xê ra cho người ta vào. Xê ra. À, được không? Nghe cũng hợp lý phết. À, gạc xe. Gạc xe, học sinh cầm gạc. À, gạc, xe ra. Xe ra. À, tôi nghe thấy người Nhật người ta phát âm cái từ này á. Ừ. Đây là chắc là cô giáo phát âm chậm bây giờ nhưng mà phát âm nhanh thì cái từ này chữ cự nó biến mất thành gạc. Gạc. Gạc xe. Gạc xe. Chữ nhỏ đúng không? Thì đọc là? Gạc. Gạc xe. Gạc xe. Gạc xe. Chắc thế đúng không? Gạc xe. Ok. Tiếp. Cái xa in. Cái xa in. Cái xa in. Cái xa in. Đọc như kiểu là cái gì ấy? Cái gì không nhỉ? Rồi để xem lại xem. Xa in. Đấy nhá. Cái xa in. Đấy. Cái xa in. Nghe nhiều cái sạc ấy. Đúng. Xem được này. Bây giờ cậu muốn hỏi gì? Anh cho em hỏi là công ty anh sản xuất về cái gì anh nhỉ? Cái sạc này. Dạ. Công ty anh chuyên sản xuất cái sạc này. Wow. Công ty cái sạc đấy. Dạ. Hay anh nhỉ? Được anh nhỉ? Cũng giống. Nhưng mà đấy là cái sạc đúng không nhỉ? Cái sạc. Cái sạc là cái sạc đúng không? Cái sạc. Cái sạc, cái công sạc. Ty anh làm về cái sạc, sản xuất cái sạc. Còn chữ in này chắc là nhân viên đấy. Nhân viên. Nhân viên. Chỉ cần thêm vào cuối thôi. Thêm vào cuối được. Tiếp. Shine. 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 Shine chỉ là nhân viên thôi. Thì chính là cái vừa nãy đúng không nhỉ? Thử xem này xem. Ông ơi. Hả? Ông đang làm nhân viên ở đâu ấy? Tao á. Chuyên sát sinh. Sát sinh á? Ừ. Nhân viên gì sát sinh? Sát sinh gà vịt. Ok? Hiểu chưa? Thế là đi mổ gà mổ vịt ấy gì? Đúng. Sát sinh hay không? Dùng từ sát sinh hay không? Hay. Đấy, thấy hay không? Hay. Sát sinh. Sát sinh. Tiếp. Thế nha. Kính cô ý. Kính kính coin. Đây nó như nào nhỉ? Coin, cô coin. In vẫn là cái vừa nãy là giống như kiểu người nhân viên. Chắc kính cô là ngân hàng. Kính cô là ngân hàng. Kính cô. Kính cô ngân hàng. Kính cô. In. Thử xem này, thử này. Ừ. Đi rút tiền không ơi? Ok. Ừ. Toàn cô sinh này. Toàn cô sinh này. Gái ngân hàng mà, nhân viên ngân hàng nên là toàn cô sinh là đúng rồi. Đúng là nhân viên ngân hàng, toàn cô sinh không ạ? Trọng cô này, cô này được, thứ nhất này.
Tôi chọn cô này rồi, ông đi ra, okay. Nhớ xin số ấy. Ok. Ai thấy không? Ginkgoin toàn cô xinh. Ginkgoin toàn cô xinh. Dễ nhớ hết đấy. Thế nào? Isha. 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 Nghe như Isha ấy nhỉ? Isha là cái gì? À đây, thử cách này xem nhé. Alo, ông đang đâu ấy? Alo. Đang ở bệnh viện xã, chờ tí nhá, bận lắm. Đau không? Đau chứ sao không đau? Ừ thế kệ mai khỏi nhá. Đúng rồi, ta sai, không bằng bác sĩ. Cũng được đấy, thôi con bé. Y tá. Y tá, thì xinh phết đấy. Y tá xã. Nhưng mà thái độ lồi lõm quá. Thái độ lồi lõm quá. Bệnh nhân là nói như thế chết. Ok. Y sạ. Ok, y sạ. Tiếp. Kenkyusha. Isha này như kiểu là người, ví dụ Isha và lại lại có thêm chữ sạ, tôi thấy chữ Hán này giống nhau mà. Chữ này chữ Hán giống kia cũng là chữ sạ. À, chữ Kenkyu à? Kenkyu à? Nghiên cứu có giống tiếng Việt đó. Kenkyu. Nghe giống đúng không? Kenkyu. Kenkyusha. Kenkyusha. Nhà nghiên cứu. Rồi. Ok. Đây. Tiếp. Engineer. Cái này là tiếng Anh rồi. Tiếng Anh. Engineer. À đúng rồi, tiếng Anh engineer. Ok, engineer. Kỹ sư. Tiếp. Thôi cái này không biết đâu. Nhớ không được. Tiếp. Đại học. Đại học. Gì mà cũng không giống đái mà. Nhưng mà có cái nào nhớ từ nào? Xem có cái nào chứ. À có. Okay. Đây thử cách này nhá. Đúng rồi. Sao? Ngày nào không đi du học à? Mai tôi đi du học ấy. Ở đâu ấy? Đi du học ở trường đại học Đại Bắc. Đại Bắc? Ở đâu? Đại Bắc không biết à? Đại Bắc ở Bắc Kinh chứ còn ở đâu? Đúng rồi, xa lắm. À, được. Đại Bắc à? Đại Bắc. Đại Bắc. Xem thế thôi, dễ nhớ được mà. Nhớ ở trường đại học Đại Bắc là nhớ. Ok, tiếp. Đại Bắc. Đại Gắc. Biểu yên. Từ này dễ, tôi liên tưởng ngay là Biểu yên. Xem này, nghe này, nhìn này. Sao hôm qua nghỉ học ấy? Hôm qua? Hôm qua đi chơi bị tai nạn. Biếu hết cả đầu, in hết cả tai, nên phải đi vào viện. Nhẹ thôi. Biếu đầu, in tai. Đúng rồi, phải đi vào viện ấy. Đấy hả? Được không? Biêu đầu, in tai. Đi bệnh viện ngay. Biêu hình. Tiếp nào. Đen kỳ. Nhiều đến kỳ không ạ? Quen kiểu đến kỳ. Đến kỳ. Anh ơi, đến kỳ. Sao? Cái gì? Đến kỳ á? Đấy, đến kỳ thanh toán tiền điện nhà mình chưa đóng, cắt điện rồi này. Đến kỳ thanh toán tiền điện á? Giời ơi, phải nói rõ chứ. Đến kỳ thanh toán tiền điện, anh lại cứ tưởng là đến kỳ... Con vợ tôi, hôm đó nó bảo đến kỳ tôi lại cứ tưởng là đến kỳ... Gì của... mà, đến kỳ đóng tiền điện. Đến kỳ đóng tiền điện, tưởng đến nào. À, để nhờ, đến kỳ, đến kỳ. Đến kỳ. Đến kỳ là đây. Đến kỳ thanh toán tiền điện. Đến kỳ. Ok, tiếp. Đá đệ. Ai? Chắc cái này để hỏi. Tôi để hỏi. Đá đệ. Tiếp. Thôi từ này tự nhớ đi. Donata. Ông thấy nó giống từ gì không?
Nghe như kiểu giống cái từ đầu Anata. Diana đúng không? Anata. Lại Diana đúng không? Đây, Anata. Một mũi tên trúng hai đích luôn. Người yêu đúng không? Ừ. Thì bây giờ Donata. À, cái từ này là lịch sự của Dai đây. Chắc hẳn giống nhau ấy. Ừ. Khi mà mình muốn lịch sự thì từ này đúng không? Ừ. Mình thường dùng Dai cũng được đúng không? Dai đây. Ừ. Donata. Donata. Ừ. Bạn là vị nào? Anata wa Donata desu ka? Anata, Donata. Được đấy, tiếp nha. Sai. 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 Sai là tuổi đúng không? Sai là tuổi. Thì không biết một tuổi là gì không? Một tuổi là... Tôi có đứa cháu một tuổi. Một tuổi là... X... X... Không biết xem cái này đi. Mày đoán là cô ấy bao nhiêu tuổi? Một tuổi. Một tuổi á? Ừ. À ừ, như nó một tuổi. Siêu thế. Thấy chưa? Tao đoán ít sai lắm. Ít sai. Đấy nhỉ? Ừ. Ít sai là một tuổi. Ít sai là một tuổi. Sai là được thôi. Ừ. Sai là tuổi đấy. Tiếp theo, có từ gì đây? Nan sai. Nan sai. Nan sai. Bao nhiêu tuổi? Nan sai. Nan sai. Nan sai. Nan sai desu ka? Ni ya ha. 28 28歳 28歳 33歳 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 はい おいくつ おいおい くつおいあ、とびえくつくつないよがくつはじくつのざいえあ、くつのざいざいくつのるざいでうん gặp mấy thằng Nhật vào nhà nó gì lúc mà vào nhà nó cởi giày ra nó cứ sự cứ sự cái gì chả hiểu gì ha chắc là cởi cởi giày ok cứ sự là đôi giày nhưng mà làm như tự nhớ được từ này đây ôi ôi cứ sự ôi xem đọc lại nha xem đọc lại nhé ăn xài ôi cứ sự 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 desu ka ôi cứ sự desu ka à này cái này lịch sự đây. Ừ. À, mình lúc nào mình muốn nói lịch sự này ôi sự đúng không? Ừ. Xuống xã bạn bè thì dùng nan sai đúng không? Nan sai. Được. Anh đây, tôi có cách nhớ cái này nhá. Được rồi, xem này. Bà này xinh thế. Này, mày đoán thử xem bà bao tuổi. Làm sao biết được? Ôi, cứ thử đoán đi. 20 chăng? Đúng. 20 tuổi. Trẻ nhỏ. Được không? Được. Ừ. Thế thì từ giờ anh em mình cũng dùng lịch sự với ôi, nhau cứ thử. Ôi cứ thử. Ừ, ôi cứ thử. Ôi cứ thử đoán xem bao nhiêu tuổi. Được không? Ok. Hay. 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 Hay đơn giản này đúng không? Tiếp theo từ ý này. Ý. 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 Ý này không đúng không? Ý không. Ý không. Hay tiếp theo này. 失礼ですが. Ừ. 失礼ですが. 失礼ですが。うん。失礼、失礼ですが。失礼ですが。失礼、まあ、行き過ぎ。うん。失礼ですが。失礼。うん、失礼。Câu này là câu mở đầu đúng không? Ừ, câu mở đầu. Sau đấy là mình sẽ phải truyền đoạn. Tiếp, trong sách có rồi, sách để xem nội dung. Ừ. Đấy. お名前は? Đây rồi. 行き過ぎはじゃね? って感じになってやるな。うん。失礼ですが、お名前は? お名前。うん。お名前は? お名前は。Để tôi hỏi ông nhá. Ừ. Xong ông hỏi đến nhá. Ừ. Tsure desu ga, o namae wa? Nghĩa desu. Không phải nghĩa đâu nhỉ? Nghĩa, nghĩa desu. À quên, lại nói theo kiểu tiếng Việt. Mình, à. Mình học tiếng Nhật rồi, mình à. Phải nói nó hơi giống Nhật một chút đúng không? Thì giáo chú dạy ông à? Gia tên ông là gia desu. Gia. Ở đây là zun, zun. Zun. Nhưng mà cũng phải để tôi luyện lại một chút. Nói lại này, ok. Tsure desu ga, o namae wa? Zun desu. Ông nói nhanh lên tí nào, chậm quá. Sire desu ga, o namae wa? Zun desu. Zun desu. Gia desu. Nhớ nhé, khi mà nói tên, không được dùng cho sáng. Khi mà giới thiệu tên mình, đúng không? Zun san desu, không được. Hôm qua tôi bị thầy giáo nhắc. Mình nói tên mình là mình không thêm sáng vào, đúng không? Đúng. Ok. Tiếp. O namae wa? O namae wa? Hajimemashite. Nghe lại lần nữa này. はじめまして。はじめまして。はじめまして。
Hajimemashite. Ừ, hajimemashite. Đây, chắc là chào lần đầu tiên gặp đấy. Ừ. Đây ghi đấy. Chào anh, chào em, chào chị đúng không? Ừ. Tức là được gặp đúng không? Thì... Hajimemashite. Hajimemashite. Đằng sau có gì nhỉ? Hajimemashite. Chắc là đằng sau sẽ giới thiệu tên luôn đúng không? Ừ, chào anh, em tên là Dũng đúng không? Ừ, ừ. Vậy thử nào. Hajimemashite. Gear desu. Ừ. Hajimemashite. Zun desu. Zun san. Desu ne. Zun san. Để gear. À. Đúng không? À đúng. Hôm nọ thầy đã nói. Zun san desu. Khi mà check lại người khác á. Ừ. Anh tên là Nghĩa Nhỉ. Ừ. Đúng không? Thì hỏi người ta phải thêm san. Hỏi người ta phải thêm san đúng không? À. Ok. Lại lần nữa. Hai. Hajimemashite. Gear desu. Hajimemashite. Zun desu. Hai. Gear さんですね。はい、Gear です。先手手を置いて、OK、はい、やめて。どうぞよろしくお願いします。在て。お、ねえねえさん。どうぞ。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろだくだくじゃない。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。Rất mong được sự giúp đỡ của anh chị ạ. Rất mong. À thì cái này nó là set của cái đằng trước đúng không? À, chào hỏi nhau xong, chào hỏi nhau xong này, tên này. Anh giúp đỡ em cái. Giúp đỡ anh cái. Được đấy. Được đấy. Tôi ông luyện từ này đi. Thế cái này thành set luôn đúng không? Ba cái nhá. Ok. Đô tôi luyện trước. Đô dỗ yo ro si ku o ne ga i si mas. どうぞよろしくお願いします。またい。あれな。あれは。今日も一緒。何々でいこう。何々。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい。またい。ちょっと待って。Bây giờ mới nên mình mỗi thằng nói 5 lần. 5 lần nhé. Ok. どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。このアンミボン。あ、ボン。どうぞよろしくお願いします。お、めで。な、なにをのこんこやね。はい。うん。どうでの。どうぞよろしくお願いします。何て言うの。どうぞよろしくお願いします。オッケー。どうぞ。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。どんどんどんどん。OK。OK。どうぞよろしく。こちらは三です。こちらはこちらは三です。だいな。こっち対の？こっち対の？Đây là anh gì đó, đây là anh Nghĩa, đây là anh Dũng chẳng hạn. À, thế cái này là giới thiệu người khác đúng không? Giới thiệu cho người khác, ví dụ... Người thứ ba đúng không? Ừ. À, ví dụ, đây là anh Nghĩa. Ừ. Anh Nghĩa chào các bạn đi chẳng hạn đúng không? Chào mọi người! Ừ. Hai. こちらは Dũng さんです. はい。皆さん、はじめまして。Dũng です. はい。はい。どうぞよろしくお願いします。お願いします。どの辺で行くの？Được rồi, thế là đủ tên, tuổi, rồi chào này, rồi là... Gì nhỉ, câu cuối là gì ấy nhỉ? À. Rất hân hạnh. Rất hân hạnh. Rất hạnh giúp đỡ. À, rất... Quả. Đó, rất mong được sự rất giúp đỡ. Rất mong nhận được sự giúp đỡ, đúng không? Nghe kiểu gì có gì á, không thuần Việt đúng không nhỉ? Ừ. Thế là ông nói, để tôi giới thiệu ông nhá. Ừ, ok. Ai, minasan, minasan. Kochira wa Gear-san desu. Hai, minasan, hajimemashite. ギアです。どうぞよろしくお願いします。あ、ちょっとね。はい、こちらはズンさんです。はい、皆さんはじめまして、ズンです。どうぞよろしくお願いします。オッケー。はい。ズンさん。うん。イェーイ。Yeah. Yep. お、しゃべれたよ、お前。しゃべれたわ。うん。うん。しゃべれた。よれ。来ました。から来ました。から来ました。từ đâu đến dùng tiếng Anh nhỉ? Where are you from? Where are you from? I'm from Vietnam. Tôi, à, tức là trong phần giới thiệu này,
tôi từ đâu đến đúng không? Sushi. Karakimasta. Ví dụ như là tôi ở Phú Thọ. Phú Thọ Karakimasta. Karakimasta. Nhưng mà cái câu này hôm qua thầy giáo dạy tôi á, hình như cũng có nói này cho xem chương trình TV của Nhật á. Những người Nhật người ta không giới thiệu cái này, người ta toàn giới thiệu sushin thôi. Sushin là gì? Sushin là quê. Như là tiếng Việt Nam của mình này, quê em ở Hà quê Tĩnh em, quê em ở đâu quê em ở Thái Bình này, quê em ở Việt Trì này, thì dùng từ sushin. Ông nghe tôi phát âm lại nhá. Sushin. Đây, sushin tôi viết. Sushin. Ok. Sushin. Sushin là Việt Trì đấy. Sushin là Thái Bình. Thái Bình đấy. Sushin đấy nhé. Ông phát âm lại sushin. Sushin là Thái Bình. Có lẽ mình học từ Zin là America Zin. America Zin là người Mỹ. America là đất nước. America nhé. Thêm Zin vào là người nước đấy. America Zin. America Zin. America Zin. Ok. Hai. Yes. Từ này dễ rồi, nó là America. Như tiếng Việt là gì? America. America. Tiếp này. Từ gì đây? Igiris. Nào nhớ từ này không? Từ này. Nước Anh sao lại nó Igiris sự được nhỉ? Không hiểu tại sao nhỉ? Rồi kệ thì cứ nhớ đi. Ông phát âm lại lần nữa đi. Igiris. Igiris. Nghe nó hơi xem xem. English. Igiris. 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 Ok. Ok, Igiris. Indo. 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 Ủa sao này? Không biết thì cũng bị chấm gió. Indo. Indo. Dễ nhớ mà. Indo. 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 Indonesia. Indonesia. Cái này quá dễ đúng không? Indonesia. Nghe nó xem bây giờ tên nước đấy luôn nhỉ. Yeah, yeah, Indonesia. 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 Hàn Quốc. Ông thử đọc cái nào, đọc không đúng không? Hàn Quốc. Có phải chuẩn. Hàn Quốc. Đấy là chuẩn đấy. Hàn Quốc. Đấy, nhớ như này này. Thầy lớp phải ôn bài, mai chúng ta có bài kiểm tra nhé. Căng cô ơi, mai em phải đi Hàn Quốc. Thế thì em học lại. Rồi, dễ không? Dễ. Căng cô ơi. Tiếp. Thầy. Vẫn là Thái đúng không? Thái, Thái. Dễ. Tiếp. Chu国。Deutsch. Sao nghe thấy từ nào quen quen thế nhỉ? Đây này. Tôi nghe thấy quen đài này. Cái con bé đấy xinh vãi luôn. Chọc từ mấy hôm trước rồi, tán vãi. Đợi tính nhé. Thế nên nó không biết làm như nào. Một không dít. Cái gì ấy? Tiếng Đức ấy. Tiếng Đức á? Tốt. Trời ơi, biết đôi chữ tiếng Đức mà cũng khỏe. Đấy, đúng không? Đúng rồi. Biết đôi chữ giống ấy. Đôi chữ mà tiếng tư. Đôi chữ tiếng Đức. Đôi chữ à. Đôi chữ. Đôi chữ. Nhưng mà tiếng thì phải thêm chữ go làm sao không ạ? Nhỉ? Nihongo đấy. Thì là đôi chữ cũng là đôi chữ go. Đôi chữ go đúng không? Đôi chữ go đấy. Thì Thai go tôi gọi đấy. English go. Tiếp nào. Nhớ rồi. Tiếp đi. Nihon. 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 Tức này ngay từ đầu đã dạy rồi đúng không nào? Nihon. Bắt đầu thầy dạy rồi. Thầy dạy ni hao, ông còn nhớ không? Ni hao, có. Ni hao. Ni hao. Nihon. Nihon. Xin chào Nihon. Xin chào Nihon. Ok, tiếp nha. Ok.
France. Cái này giống nhỉ? Cái này giống France. France. Okay. Pháp. Brazil. 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 Brazil này. Brazil. Là Brazil. Xem đúng không? À. Giống nhau. Để nhớ nào. Ok. Để nhớ hết được không ạ? Đúng rồi, hết rồi. Ô, hết rồi à? Giải quyết. Nhưng mà chính là hai anh em mình ngồi chém gió nhau này học được nhiều nhỉ. Tôi thấy cái cách học, cách liên từ nó cũng nhớ ấy chứ. Thế bây giờ tôi đố được ông vài câu nhá. Ok, đố đây. Chắc chắn là tôi sẽ nhớ hết. Cách học này dễ nhớ mà. Đố từ bạn là gì? Anna. Anna chứ tôi nói chung là Anna là bạn đúng không? Anna là bạn. Diana. Diana là bạn nhé. Thế thì đố từ gì nhỉ? Thầy giáo. Thầy ơi. Thầy ơi à? Thầy Dũng ơi. Thầy giáo, thầy ơi. Thầy giáo. Thầy thì vừa nãy thầy chậm. Chậm mà chậm như sen. Xong rồi chậm nhé. À, sen xe. Sen xe. Thầy chậm như sen ấy, thầy lùi ra. Đúng rồi, sen xe. Thầy xe ra. Sen xe. Thế còn ngân hàng. Ngân hàng à? Ngân hàng, nhân viên ngân hàng đi. Nhân viên ngân hàng. Nhân viên ngân hàng thường là những em rất là xinh. Xinh thì là ngân hàng là Ginkoing. À, toàn cô xinh. Toàn cô xinh. Đúng rồi, Ginkoing toàn cô xinh. Đúng rồi. Rồi thôi, đến lượt tôi đố. Tôi thì chắc là tôi nhớ hết rồi. Bây giờ đến xem ông như thế nào. Gì nhỉ? Đoạn nào đố khó bây giờ nhỉ? Được, từ nào đấy nhớ. Cách hỏi tuổi dạng lịch sự. Dạng lịch sự. Mấy tuổi? Mấy tuổi vừa nãy là cái gì? Nan sai là không sửa. Nan sai là bình thường đúng không? Không biết. Chắc quên rồi đúng không? Không, quên được. Nan sai là bình thường. Còn hỏi lịch sự à? Ừ. Tiếp theo từ nan sai. À, lúc ấy tôi nhớ ông hỏi thầy giáo. À, tôi với ông trên đó mà. Thầy giáo hỏi cô giáo là đoán xem bao nhiêu tuổi, đoán. Đoán xem bao nhiêu tuổi? Ôi, cứ thử đoán đi. Ôi, à. Ôi, cứ thử. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi, cứ thử. Ôi, cứ thử ですか? Ôi, cứ thử ですか? Còn gì nữa? Anh em cái này cũng học theo kiểu này anh em cũng dễ nhớ mà. Nhân viên công ty. Nhân viên công ty á? Nhân viên. Nhớ cái tình nhân viên này. Đấy, sát sinh đấy. Sát sinh. Sát sinh đúng không? Sát sinh là nhân. Thế nó là gì? Nhân viên nó. Nhân viên này. Thế thì công việc. Cái công ty thì là cái sạc đấy đúng không? Cái sạc. Cái xây nhỉ? Khai sinh. Khai sinh nhỉ? Đúng rồi. Sinh là nhân viên, khai sinh là nhân viên công ty. Còn một từ khác nữa, nhân viên công ty ấy. Là gì? Vừa nãy ông nói đúng rồi nhưng mà ông chưa nói hết. Khai sinh. Khai sinh rồi nhưng mà còn từ nữa cơ. Sinh. Sát sinh đúng không? Sát sinh là sinh. Đúng rồi. Ok. Hai từ này đừng quên đấy. Ok. Ok. Hết chưa? Thôi dậy đi, tôi mệt quá rồi. Tôi nghĩ hôm nay anh em học cái này là cũng khá là đủ đấy. Ok. Ok. Ok, luyện lại phát nhỉ. Hajimemashite. Hajimemashite. Watashi wa Gia desu. Gia? Gia. Yoroshiku onegaishimasu. Hajimemashite. Zun desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Nhớ rồi đấy. Ok. Đấy nhá. Bye bye.